Sáng nay ngày 4 tháng 2 năm 2024, tức ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão, tại làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc chương trình Tết xưa làng cổ Xuân Giáp Thìn năm 2024 với nhiều hoạt động đặc sắc. Đây là năm thứ hai chương trình Tết xưa làng cổ được tổ chức. Tham gia chương trình, người dân và du khách đã được trải nghiệm phiên chợ Tết xưa của người Việt, hòa mình vào khung cảnh hối hả, rực rỡ sắc màu. Ban tổ chức còn bố trí các gian trưng bày bán các sản phẩm nông sản, thực phẩm, rau quả an toàn và các sản phẩm phục vụ ngày Tết như bánh trưng, rượu quê, chè vàng, rau má, quảng bá giới thiệu sản phẩm ô cốp của phường Hàm Rồng. Người dân và du khách được tham gia các trò chơi, trò diễn dân gian như bịt mắt đập nồi, cà kheo, trọi gà, ném còn, cờ tướng, cờ người, đánh truyền, giao lưu văn hóa văn nghệ, không gian trình diễn thư pháp và cho chữ ngày Tết, ca trù, thi trọi gà. Điểm nhấn của Tết xưa làng cổ đó là các điểm check-in được trang trí mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống của Tết Nguyên đán và mang đặc trưng của làng cổ Đông Sơn. Cũng nhân dịp này, thành phố Thanh Hóa và các doanh nghiệp đã trao tặng những suất quà Tết ý nghĩa cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của phường Hàm Rồng. Chương trình Tết xưa làng cổ Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ diễn ra đến hết ngày 14 tháng 2, tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn.